Đội cô Đức Hiền kính chào quý vị. Hôm nay là mùng 2 tháng 6 năm 2016 và chúng tôi đang ở trong kho. Cái kho đang chứa các cái lọc bình mà bên trên này là để khe nắng chiếu xuống. Và lọc bình để đây đã lâu và khô kiệt rồi. Và hiện nay ở trong cái chỗ kho này là đang có ba bốn đôi lọc bình 1m6 và đây là một đôi. Chúng tôi vừa chọn số mỗi một đôi, chúng tôi vừa đánh dấu số rồi. Bây giờ chú vào phần tiếp một cái tiếp theo ra đi. Thì công thức làm trước lục bình ở đây ấy, cái hàng lục bình mét 6 là rỗng và từ giữa phần đế lên phần thân giữa rồi phần cổ trên là bèo và làm rỗng. Đây, nhìn từ trên đến dưới rỗng thò cả cánh tay vào đây. Đây này là một cái lớp bụi bám dày bên ngoài và mạng nhện bám. Cho nên tại sao cái lục bình này chúng tôi cam kết là tuyệt đối là không nứt và không mốc, bởi vì đã được để khô từ từ trong cái môi trường là nắng ở trên chiếu xuống với một cái cấp độ vừa phải, không nhiều không ít, và dần dần mỗi ngày một ít. Những đôi này cũng để được vài năm rồi, bởi vì lúc nào tôi cũng có cơ số vài chục đôi dự trữ. Từ mét 2, mét 3, mét 4, mét rưỡi, mét 6, mét 8. Chúng tôi không làm mét 7. Đây một người công nhân tôi đang vần. Chiếc lục bình này thì nếu như không làm rỗng thì rất nặng, nhưng mà làm rỗng thì nó cũng đỡ nặng đi. Thế ngoài ra ở đây thì chúng tôi còn rất nhiều bàn ghế ăn, trường kỷ, lim và các cái đồ mun đều để trong cái trạng thái đợi, tức là cho khô từ từ ở trong kho. Xin quý vị bất chút gian truy cập vào đồ gỗ Đức Hiền.com hoặc điện thoại đến 0984666999 để biết thêm chi tiết. Ở đây vẫn còn hai khi vẫn còn cái mát mà hôm tôi quay phim hai bộ ra báo ngày 7 tháng 5 năm 2016. Và hôm trước là quay một bộ bàn ghế ăn của bác sĩ Long Viện 10 ngày 10 tháng 5 năm 2016. Để những cái mát của chúng tôi. Và trong này vẫn còn các cái kệ tivi bằng gỗ mun loại mét 2. Và các bộ trường kỷ lim thì rất nhiều. Và các bộ trường kỷ lim của tôi là do nó có nhiều và chúng tôi có đánh số dưới gầm. Ví dụ 316 là hoàn thành vào tháng 3 năm 16. Còn đây là 516. Loại 2 phân. Nếu mà không đánh số như vậy thì sau này cũng sẽ khó chọn. Thì chúng tôi thường thường nếu như là thông thường cứ cái nào làm trước thì sẽ bỏ ra đánh trước. Đức Hiền cảm ơn quý vị và bây giờ tôi đang đi ra để ra chỗ sáng để quay cho kỹ cái lọc bình đang được vần ra phía ngoài đây rồi. Đây là chuẩn bị đưa nó ô tô để đưa ra xưởng hoàn thiện. Để chỉnh trang đi. Rồi để được rồi. Ra đây thì nhìn rõ rất là nhiều mạng nhện. Đây là cảnh trúc, bên này là cảnh mai, bên này là cảnh thông và bên này là cảnh cúc, nó đủ tùng cúc trúc mai. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip sau.